chọn đây, ví dụ như 10 mét một trụ như này, bây giờ tôi muốn các cái trụ này nó hình dạng gì và baluster. Như bây giờ tôi muốn chọn cái trụ này thì tôi sẽ vào file này, new này, family này, chọn đây là baluster này, magic baluster, ok. Thì đầu tiên chọn đây, cái này nó phải là bao nhiêu á, 3 mét, ok, thấy 3 mét đây không, 3 mét. Xong 3 mét rồi, giờ mình sẽ vẽ là cái gì? Là một cái trụ đúng không? Một cái trụ ở đây đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ vẽ cho các bạn một cái trụ ở đây. Về mặt bằng này. Grid này, ấy chút này. Mình ấy chút này các bạn biết rồi đúng không? Này. À, trụ ví dụ như là bé quá. Này chẳng hạn. Này. Đúng không? Các bạn thể dim DI để cho nó cân bằng đi. Nha, finish. Nha, còn các bạn muốn cho nó bo tròn cái cạnh này thì fillet đây. Fillet thì chọn vào bán kính này, chọn đây là ví dụ như là 100. Cho nó nhanh. Finish. Được chưa? Này. Này mà đứng đi. Thấy trụ đây không? 3 mét lên đến đây đúng không? Chọn này, này đi đến đây thôi đúng không, còn từ bên trên này tôi sẽ xét mặt phẳng tiếp, grid này, blend sweep này, xét mặt phẳng này, figure plan này, ok, xét mặt phẳng đây được nha, bạn về floor plan này, vẽ đây, pick line, pick ở đây, pick đây, pick đây, edit top là bên trên selling plan đây. Ví dụ như tôi muốn chọn cái selling plan bên trên này, offset ra chẳng hạn đây. Như này chẳng hạn. Equi này. Equal này. Bằng nhau này. Nha. Ngữ cạnh này nó offset hơn chẳng hạn. Đây. Fillet đây. 200. Finish. Này các bạn nhìn vào đi. Bạn thấy đâu? Thấy đâu? Đây này. Cho lên đây. Thấy đây chưa? Xem hết lại. Đấy nha. Ghi đây là gì? Baluster. Một. Xếp lại. Load into project. Vào dự án. Chọn vào đây, chọn vào đây, edit time, chọn vào đây, chọn là gì, baluster này, này nhá. Tiếp tục bây giờ cái top rail ở bên trên này đúng không, top rail bên trên này tôi sẽ vẽ đây, chọn này, các bạn phải chọn đây, các bạn ấn tab vào cái top rail này, edit time này, này nhá, thì các bạn sẽ nhìn đây nó có profile này, hoặc các bạn chọn đây các bạn phải tháo cái ghim này ra. Tháo ghim ra thì các bạn sẽ thấy đây. Edit rồi. Chọn đây. Tôi chọn này là đường tàu. Đấy nha. DT. DT1. Ký hiệu đây. Ok. Đấy nha. Bên trên dây đường tàu này tôi chọn vào đây là file. New family. Các bạn ứng dụng nó sẽ rất nhiều thứ đấy. Không phải một thứ đâu. Tùy cái mức độ tư duy logic của các bạn thôi. Chọn này. Tôi sẽ vẽ vào đây nha. Ví dụ như này đúng không? Vẽ như thế đi. Đúng không? Grid đi. Chamfer này đi. Nhỏ quá. Xếp vẽ đi. DT1. Load into project. Vào dự án. Chọn này 3D. Chọn ở đây. Phần tab chọn cái thanh này. Edit file. Và thay thế bằng thanh này là gì? DT1.
Đây này. Bạn thấy đây không? Đây này. Và vật liệu của cái này nó là bê tông hay là cái gì thì tùy chúng ta nhé. Đây này. Material này. Đấy nha. Chọn vào đây là concrete đi. Bê tông. Bê tông này. Ok. Thấy không? Đây này. Đây. Còn các cái cột này nữa là do cái baluster ở giữa là cái phần này này. Chỗ này mình có thể chọn đây là baluster các bạn. Đấy. Đấy nha. Đây. Chia khoảng cách đều ra. Còn nếu mà các bạn không muốn dùng các baluster ở giữa thì các bạn phải chọn đây là gì? Là nan hết, default hết, nan. Nan. Ok, ok. Chọn này. Editor. Đó thì chúng ta không dùng cái default ở giữa thì buộc là chúng ta phải dùng những cái như vậy. Vì những chỗ đoạn cong nên là nó sẽ có các cái đầu này điểm đỡ này. Hiểu không? Không thì ta sẽ phải ngắt đoạn ra từng đoạn một để chúng ta chia. Còn đây là BT1 này. Này làm đồ án dễ đúng không? Tôi vẽ từ nãy giờ được 15 phút chứ mấy. Đúng không? Bây giờ các bạn lấy family tàu các bạn đặt vào đây. Nha thì nó sẽ được như này này. Nhớ còn các cái dây này chúng ta lại thêm một cái rail structure nữa, rail structure ốp ra cao thấp mình điều chỉnh được mà. Hiểu không? Mà nó không giới hạn cái rail structure này. Còn mỗi cái đèn này thì nó là sẽ là mỗi cái cột này nó sẽ là gì? Là một baluster này và thêm baluster nữa. Bây giờ cái cột đèn ấy có thể cho lên trên này. Giờ mình có thể insert đây gì baluster nó offset top offset sang ngang sang trái sang phải được mà. Đây này, ví dụ như insert double kết lên một cái ở đây, ví dụ tôi muốn vẽ một cái cột đèn chẳng hạn này. Ok, ok, này các bạn sẽ thấy đây, nó đang ở bên dưới này đúng không? Ok, không vấn đề gì cả. Chọn đây thì các bạn có thể offset nó sang trái sang phải đây, sang tầm khoảng 1500. Đây này, nó sang đúng cái vị trí cột đèn đấy không? Đây này thì là thay thế một cái baluster nó là cái cột đèn rồi đấy. Có người hiểu ý tôi không nhỉ? Hả? Nào nhanh không? Hả? Quá nhanh. Hả? Phải dùng tư duy rồi. Hoặc là các bạn vẽ cả một cái vỉa hè, nhớ vẽ nhỏ phát xong. Đúng không? Hoặc là các bạn vẽ cái gì? Các bạn vẽ những cái lắp hầm ấy, lắp railing ấy. Các bạn vẽ từng family đó là một cái baluster, các bạn chỉ cần kéo một phát là một cái đường thoát nước bên trên ấy. Tội gì đi phải cóp từng cái một cho nó mệt rồi. Sau này thống kê chiều dài thế là xong. Đấy nhá, còn muốn thống kê tấm ấy thì làm sao? Lấy chiều dài chia cho cái kích thước đấy thì ra số lượng tấm thì có gì đâu. Vâng, người ta chỉ làm cái thuật toán là xong. Thank you.